Xin chào thầy cô và các bạn, em tên là Nguyễn Văn Trung Kiên. Hôm nay em xin phép báo cáo bài thi cuối kỳ môn cơ sở kỹ thuật dầu khí đề tài thiết bị tính toán đo đạt độ thấm Darcy. Để làm được bài báo cáo này thì đầu tiên nhóm em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến với thầy Tạ Quốc Dũng, người đã hướng dẫn chúng em tận tình góp ý và củng cố trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học này. Không có những lời nhắc nhở chỉ bảo góp ý thẳng thắn của thầy thì tụi em khó lòng hoàn thành tốt bài báo cáo này. Em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tập thể giảng viên giảng dạy tại khoa kỹ thuật điện chất và dầu khí trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã giảng dạy truyền đạt cho bọn em những kiến thức chuyên ngành, đóng góp những ý kiến mang tính chuyên môn cao, quý giá để tụi em hoàn thành hình ảnh tổng quan nhất về con đường tụi em đã chọn là nguồn kiến thức cơ sở để em thực hiện đồ án này. Với sự giúp đỡ và đồng hành cùng nhau trong lúc khó khăn, em cũng gửi lời cảm ơn đến chân thành đến với hai bạn nhóm em là bạn Phan Huy Cường và bạn Nguyễn Tuấn Khanh đã không ngại khó khăn để hoàn thành đồ án này. Nội dung và hình thức của bài báo cáo lần này được thực hiện dựa trên nền tảng kiến thức cơ sở của chúng em. Bên cạnh đó còn có những sự tìm tòi, học hỏi và tham khảo để hạn chế sai sót ít nhất có thể. Mong rằng có những khuyết điểm nào sẽ được thầy cô ân cần chỉ dạy và góp ý. Lời cuối em xin cảm ơn và kính chúc các quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và hái được nhiều thành công trong công việc lẫn đời sống. Nội dung trình bày bài báo cáo này gồm có Donet về tác giả Henry Darcy, cơ sở lý thuyết của tính toán đo đạt độ thấm, thiết bị đo độ thấm, mô hình thí nghiệm, tính toán và xử lý số liệu và cuối cùng là kết luận. Đầu tiên, Henry Darcy. Henry Philibert Gaspard Darcy sinh ngày 10 tháng 6 năm 1803, mất năm 3 tháng 1 năm 1858, là một kỹ sư người Pháp. Ông nổi tiếng vì có nhiều đóng góp quan trọng trong thủy lực học. Năm 1855 và 1856, ông tiến hành các thí nghiệm về dòng chảy qua cát mà kết quả là ông đã thiết lập nên định luật nổi tiếng là định luật Darcy. Lý thuyết về độ thấm. Độ thấm là đá có độ rộng mở. Độ thấm của đá là khả năng cho chất lưu có độ nhất định đi qua đó với một đơn vị radian áp lực. Tính thấm của vật liệu phụ thuộc vào nhiều thông số như độ rộng, áp suất khí thẩm thấu, hình dạng, độ nhám và tính kết nối giữa các lỗ rộng. Khi xây dựng công trình thủy lợi, thường xuất hiện những hiện tượng thấm trong đất như thấm dưới đáy, thấm vòng quanh công trình, thấm đến các hố móng thi công. Cho nên tính thấm có tầm quan trọng đặc biệt và là một khâu không thể thiếu được trong thiết kế công trình thủy lợi. Hệ số thấm của đất, đặc trưng cho tính thấm nước của đất, hạt đất cát. Hạt đất càng lớn, càng đều thì hệ số thấm càng lớn. Ngược lại, nếu trong đất có nhiều hạt nhỏ thì hệ số thấm càng nhỏ. Do độ nhớt của nước phụ thuộc vào nhiệt độ nên nhiệt độ càng tăng thì hệ số thấm càng lớn. Do hệ số thấm chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau nên việc xác định chính xác hệ số thấm cũng có nhiều khó khăn. Người ta xác định hệ số thấm theo nhiều cách khác nhau. Công thức thực nghiệm dùng để ước lượng trong tính toán hoặc công trình nhỏ. Thí nghiệm mẫu trong phòng thí nghiệm hoặc là thí nghiệm hiện trường. Hình bên cạnh đây chính là thiết bị đo độ thấm. Vào giữa thế kỷ 19, nhà thủy lực học người Pháp Darcy đã làm thí nghiệm thấm qua đất cát trong ống trụ. Nước thấm từ vòi 1 đi qua đất với chiều dài L, rồi qua vòi 2 vào trụ 3. Phía trên và dưới ống trụ có hai ống đo áp 4 và 5. Mực nước ở hai ống này chênh lệch nhau chứng tỏ trong quá trình thấm qua lỗ rộng của đất, nước đã phải khắc phục sức cản và mất đi một phần áp lực. Công thức đo đạt độ thấm. Từ kết quả nhiều lần thí nghiệm, Darcy đã rút ra và kết luận rằng nước thấm, lưu lượng thấm quy qua đất trong một đơn vị thời gian, tỷ lệ thuận với hiệu mực nước trong ống đo áp delta H và diện tích tiết diện mẫu A, tỷ lệ nghịch với chiều dài cục đất L theo hệ số tỷ lệ K, quy bằng K nhân delta H chia L nhân A, trong đó quy là lưu lượng dòng chảy đơn vị cm khối trên giây, K là độ thấm của đất đơn vị là Darcy. A chính là diện tích của ống đơn vị là cm vuông, delta H là chiều cao độ chênh áp, hay còn gọi là chênh lệch đầu thủy lực đơn vị cm. Delta H chia L bằng J, có nghĩa là radian áp lực hay độ dốc thủy lực. L là chiều dài hai đầu chênh áp, hay là hai đầu thủy lực đơn vị là cm. Và đây chính là mô hình thí nghiệm của nhóm chúng em, gồm có ống nhựa PVC và bit của nó để chặn một đầu ống không cho nước thoát ra ngoài. Khớp nối ống nước để nối ống nước và dây nước.
dưới lọc để ngăn cho đất không thấm vào nước. Súng bắn keo dùng để khoan đục lỗ và chám các đầu ống nhựa. Bình chứa có chia tỷ lệ thể tích để đo lưu lượng. Thước dây để đo chiều cao độ trên thủy lực. Dụng cụ chứa để duy trì lưu lượng nước đầu vào. Vật liệu làm thí nghiệm chúng ta gồm có cát, sỏi đá, đất và đất trộn cát. Và sau đây chính là quá trình thí nghiệm. Sau đây là quá trình đo độ thấm cát. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ các viên sỏi đá vào để ngăn lực đẩy axit. Tiếp đến chúng ta bỏ tiếp theo giấy lọc vào để ngăn cho đất không thấm vào. Tiếp đến chúng ta tiếp tục bỏ lớp cát vào bên trên tấm lọc. Sau mỗi 3 lần bỏ thì chúng ta dùng cây giảm xuống để cho đất được thấm chặt, đất cát được thấm chặt. Tiếp tục chúng ta bỏ đầy đến khi đầy ống. Và chúng ta vẫn tiếp tục giảm. Sau đó chúng ta bỏ tiếp lớp giấy lọc ở bên trên vào. Và cuối cùng là bỏ thêm một lớp đất, một lớp sỏi đá ở bên trên. Sau đấy chúng ta tiến hành gắn các ống nước đo độ trên áp vào ống. Tiếp theo chúng ta gắn đầu vào của ống nước, đổ lưu lượng nước vào để cho nước từ từ chảy vào ống với một lưu lượng nhất định. Đợi đến khi mực nước không đổi, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đo chiều cao độ trên ép. Sau khi mực nước không đổi, chúng ta bắt đầu tiến hành đo. Và cuối cùng chính là đo thời gian lưu lượng nước chảy ra ngoài. Với mỗi 200ml nước, chúng ta sẽ bấm một lần thời gian và đo 3 lần để tính được độ trung bình. Tiếp theo là quá trình đo độ thấp của đất. Chúng ta vẫn tiếp tục bỏ sỏi đá vào đầu tiên. Tiếp theo là bỏ lớp giấy lọc vào bên trong. Cuối cùng là bỏ lớp đất vào. Đây chính là đất. Chúng ta vẫn tiếp tục dặm sọc mỗi 3 lần bỏ. Và cuối cùng là bỏ lớp giấy lọc lên bên trên. Tiếp theo là bỏ lớp đất đá để ngăn cho được đẻ xi mít. Cuối cùng chúng ta vẫn làm các bước tương tự như vậy và đổ nước đầu vào, đợi cho mực nước dâng đến khi không đổi. Khi mực nước không đổi, chúng ta bắt đầu lấy thước dây để đo độ trên ép. Chúng ta tiến hành đo lưu lượng nước chảy ra khi cho đất vào.
Và phần thí nghiệm cuối cùng chính là quá trình đo độ thấm của đất trong cát. Chúng ta trộn hỗn hợp đất và cát lần lượt theo tỷ lệ 1:1, sau đó thực hiện các bước như thực hiện quá trình đo độ thấm của đất và cát. Và sau đây là báo cáo số liệu của nhóm chúng em. Đối với thí nghiệm của cát, chênh lệch đầu thủy lực delta H là 63 cm, thể tích mỗi lần đo là 200 cm khối, thời gian để đạt được 200 cm khối với 3 lần lần lượt là 40 giây, 40 giây và 39 giây, nên chúng ta có thời gian đo trung bình là 39,67 giây. Lưu lượng dòng chảy quy trung bình đơn vị cm khối trên giây là bằng 200 chia cho thời gian đo trung bình là bằng 5,042 cm khối trên giây. Đối với thí nghiệm của đất, trên là đầu thủy lực delta H là 71, thể tích mỗi lần đo vẫn là 200 cm khối, thời gian đo 3 lần là 79, 79 và 79 giây, nên thời gian đo trung bình vẫn là 79 giây. Lưu lượng dòng chảy quy trung bình sẽ bằng thể tích mỗi lần đo chia cho thời gian đo trung bình, đơn vị là cm khối trên giây. Và ở đây chúng ta sẽ tính được là 2,532. Đối với thí nghiệm của đất trộn cát, trên lệch đầu thủy lực delta H là 58 cm, thể tích mỗi lần đo là 200 cm khối, thời gian đo 3 lần là 65, 66 và 65 giây, nên thời gian đo trung bình sẽ là 65,33 giây. Lưu lượng dòng chảy quy trung bình sẽ là 3,06 cm khối trên giây. Đây chính là bảng tính toán Excel của nhóm chúng em. Đường kính ống nước của nhóm chúng em là 8,4 cm. Diện tích ống sẽ bằng pi nhân đường kính ống chia 2 tất cả bình. Chiều dài hai đầu thủy lực L của nhóm chúng em là 32 cm. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đo độ thấm. Đối với thí nghiệm của cát, trên lệch đầu thủy lực là 63 cm. Thể tích mỗi lần đo là 200, thời gian đo mỗi lần sẽ là 40 giây, 40 giây và 39 giây. Lưu lượng dòng chảy quy trung bình sẽ bằng thể tích mỗi lần đo chia cho thời gian đo trung bình. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tính được hệ số độ thấm K bằng quy nhân L chia delta H nhân E. Kết quả chúng em sẽ được là 0,0462, đơn vị là Darcy. Tương tự đối với thí nghiệm của đất, trên lệch đầu thủy lực là 71 cm, thể tích mỗi lần đo vẫn như vậy, thời gian đo mỗi lần là 79, 79 và 79, nên thời gian đo trung bình là 3 tổng thời gian đo 3 lần chia cho 3. Chúng ta sẽ có được lưu lượng dòng chảy quy trung bình, sau đó chúng ta sẽ tính được hệ số độ thấm K của đất là 0,02 Darcy. Đối với thí nghiệm của đất trộn cát, chúng ta sẽ có trên lệch đầu thủy lực delta H là 58 cm, thể tích mỗi lần đo là 200, thời gian đo 3 lần là 65, 66 và 65 giây. Sau đó chúng ta sẽ tính được hệ số độ thấm của đất trộn cát chỉ là 0,03 Darcy. Sau khi tính toán trên Excel, chúng em báo cáo kết quả như sau. Hệ số độ thấm của cát là 0,046 Darcy, hệ số thấm của đất là 0,02 Darcy, hệ số thấm của đất trộn cát là 0,03 Darcy. Kết luận, như vậy qua thí nghiệm trên, ta đã hiểu rõ hơn về độ thấm của đất, cách làm thí nghiệm và đo lường hệ số thấm gián tiếp thông qua các dụng cụ đơn giản. Sau khi làm thí nghiệm, nhóm em có kết luận là hệ số thấm của cát cao hơn hệ số thấm của đất và khi trộn đất cát. Với tỷ lệ 1:1, ta có hệ số thấm của hỗn hợp mới là hệ số thấm trung bình của đất và cát. Phần trình bày của nhóm em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.